em sẽ phải biến mình thành một cái con người năng động, hội nhập quốc tế thật là tốt. Thì khi đó thì khi mà em bước vào công việc của em cũng sẽ trở thành một con người năng động, em tự tin hơn nữa. Hello mọi người, mình tên là Trinh. Năm nay mình 26 tuổi, hiện tại mình đang làm nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Em học Logistics tại Việt Nam được 5 năm rồi và em cảm thấy Logistics nó rất là phát triển tại Việt Nam. Vì vậy em nghĩ là mình phải phát triển hơn trong cái lĩnh vực này, không những là một cái người nhân viên giỏi ở trong một công ty lớn hay là sao. Em sẽ mong muốn được trở thành một leader hay là manager trong tương lai. Mà Logistics là một ngành nó thiên về kinh doanh quốc tế và cái việc hội nhập nó rất là quan trọng. Vì vậy em quyết định đi du học để phát triển bản thân mình cũng như là trau dồi thêm tiếng Anh để mai mốt phát triển cho cái ngành nghề của em trong tương lai. Ngay từ đầu thì mình phải xác định rõ cái mục tiêu của mình trước. Từ đó thì mình xây dựng cho mình một cái background về cái bảng điểm cũng như là cái công việc cũng như là cái thái độ học tập của mình là tốt. Từ khi đó thì mình gọi là hồ sơ của mình tốt đi. Cái đấy nó sẽ là một cái bước đầu khởi điểm để cho mình đạt được cái visa để đi du học. Em chọn Úc cũng nhỏ nhẹ như là một cái duyên vậy. Em cảm thấy Úc á, thì nó gần gũi hơn với người Việt Nam. Và Úc thì cũng là một cái quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính và cái mục tiêu của em cũng là chọn một cái đất nước như vậy. Và cái nền giáo dục của Úc thì nó cũng tốt, nó cũng là một trong những quốc gia có nền giáo dục tốt trên thế giới. Vì vậy em quyết định chọn Úc. Khi mà em được qua Úc thì em sẽ đặt mục tiêu cái khóa tiếng Anh của mình sẽ đạt như thế nào và mình sẽ trở lên tốt như thế nào trong tiếng Anh. Mình phải đạt ra mục tiêu đó, mình sẽ học tập với lại cái kinh nghiệm sống. Và đặc biệt là khi mà em được qua Úc thì em sống ở trong một cái môi trường quốc tế như vậy, tức là em sẽ phải biến mình thành một cái con người năng động, hội nhập quốc tế thật là tốt. Thì khi đó thì khi mà em bước vào công việc của em cũng sẽ trở thành một con người năng động, em tự tin hơn nữa. Thực ra em cũng có tham gia một số cái group về các bạn học sinh du học Úc về cái ngành của em là ngành MBA là quản trị kinh doanh. Thì mấy bạn cũng advise cho em thì nhưng mà cũng thông qua công ty New World thì mấy chị cũng đã lựa chọn cho em môi trường này. Và sau khi tìm hiểu em thấy nó rất là phù hợp về cả về học phí, về ngành học cũng như là có nhiều các bạn học sinh từ các nước khác đến, thì em nghĩ là đây cũng là một cái môi trường khá là tốt và uy tín. Em biết đến công ty New World là thông qua bạn bè của em. Có rất nhiều bạn bè đi trước đã thành công trong cái việc mà xin visa nhờ công ty New World. Cho nên là khi mà em được giới thiệu thì em rất là tin tưởng và em đã liên hệ với mấy chị qua website của công ty trước. Sau đó thì em và mấy chị đã liên hệ với nhau thông qua số điện thoại này kia. Thì em và mấy chị thì làm việc tầm khoảng 6 tháng. Tại vì do là cái khóa học của em nó bị delay cho nên 6 tháng. Còn nếu như mà nó phù hợp thì có thể là sẽ nhanh hơn, có visa hơn. Ngay từ khi mà các bạn của em á, đi qua mình, đi qua New World và thành công á, thì cái điều đó cũng đã khiến cho em đặt niềm tin vào công ty New World rồi. Và khi mà làm việc với mấy chị em cảm thấy mấy chị làm việc rất là chuyên nghiệp cũng như là đưa ra cho những cái ý kiến nó rất là hợp lý và luôn luôn chọn cái dạng như là cái những cái gì đấy tốt nhất và phù hợp nhất cho em. Thì thật ra em rất là bất ngờ ấy, kiểu như mình cũng không tin vào cái điều đó. Tại vì mọi thứ nó có thể diễn ra khác đi so với cái ý định của mình cũng có. Nhưng mà khi mà em nhận được thông tin từ mấy chị ấy, em cảm thấy rất là vui đó. Và không cả em mà cả gia đình em nữa thì mọi người đang rất là mong chờ cái điều này. Đối với cái tuổi của em, tuổi 26 thì em nghĩ là không phải là mọi người sợ là 26 tuổi là mọi người cảm thấy là mọi người phải có một công việc ổn định rồi, mức lương ổn định rồi, mọi người không thể bỏ công việc hiện tại mà đi được. Em cũng như vậy, em cũng đã từng có cái suy nghĩ như thế. Nhưng mà em nghĩ rằng 26 tuổi nó không phải là tuổi quá lớn để mình ngừng cái việc học. Mình còn có thể học nữa, thậm chí 30, 40 này kia. Tại sao mình không chọn một cái việc dạng như một cái mục tiêu, một cái ý định sớm hơn khi mà mình đang còn trẻ như vậy, thì cái việc học của mình sẽ tốt. Sau đó khi mà mình xây dựng cho mình một cái nền tảng tốt này, một cái kiến thức tốt cũng như là cái sự tự tin, thì em nghĩ là tất cả mọi người với cái sự cố gắng nó sẽ thành công.